Xin chào các bạn, Hoàng giới thiệu cho các bạn thêm cây nữa là cây CLV645 ha. Hôm bữa làm 635 rồi, làm 675 giờ làm 645 nha. Các bạn xem đằng sau của Hoàng đây là cây 675 màu R thì nó cao hơn. Nó cao hơn cây này. Cây này thì nó thấp hơn cây đó. Rồi, cây đó Hoàng cũng làm clip rồi đó. Bạn xem nha. Bây giờ Hoàng làm clip cây này. Thì cái cây này kích thước của nó, quy cách của nó y chang như là cây 635. Nó có những khác biệt là cân nặng của nó nặng hơn tí này. Rồi cái loa của nó lớn hơn, cái loa kia là 30W nhân 2 tức là 60W. Tức là left right á, trái phải đó. Còn cái này là 50W một bên, 50W một bên tức là 100W. Ha, thì cái cây này kêu to hơn cây kia. Cây này á chuyển qua là cái phím của nó là có cái phần gỗ bên hông này. Có cái phần gỗ bên hông các bạn ha. Cái phím của nó xịn hơn 635. Đây. Mà loa to hơn, kêu hay hơn. Đó, mọi thứ nó đều nhỉnh hơn cái 635 một chút, nhưng nó thua cái 675 các bạn ha. Cái này đàn cũng dữ rồi, nó thiệt đàn cũng dữ rồi. Và cái này trở lên thì nó đã kết nối được cái Bluetooth. Nó kết nối được Bluetooth thôi, hàng chỉ được các bạn là sẽ kết nối Bluetooth lên nha. Rồi mình coi bên này. Đặt cái bên này cả. Đây, Bluetooth đây. Rồi mình muốn kết nối Bluetooth rất là đơn giản các bạn. Các bạn click vào cái function, các bạn di chuyển cho nó qua bên cái cột bên trái, đi xuống cái phần Bluetooth này, click bên phải, thấy không? Rồi, nếu mà nó ở trường hợp off, các bạn click lại thành on. On thì nó có chip pairing, di chuyển xuống và qua bên phải. Rồi khi nó pairing như vậy đó, bây giờ mình thấy này, 645 bên cái điện thoại của mình click vô. Đó, nó pairing xong là nó đã kết nối rồi, tức là xong rồi các bạn. Rồi khi mà kết nối xong như vậy dựng lên được rồi đó. Rồi vậy thì Hoàng biến cái này trở thành cái loa, trở thành cái loa Bluetooth. Rồi Hoàng mở cái file lên là nó ra cái loa lớn đấy ha các bạn. Nó không phải là loa của cái iPhone nữa, mà là loa của này. Thì nó thật là rất là tiện dụng các bạn ơi, rất là tiện dụng. Rồi về hình dáng cái này thì quá đẹp rồi. Về lề ra hồi nãy nói rồi ha, rồi phím cũng nói rồi. Thôi bây giờ mình thử luôn cái tiếng đàn. Tiếng của shadow pha thì sao? Chuyển qua cái tiếng CFX đi. Chuyển qua tiếng CFX đi. Rồi cho nó lót thêm một cái tiếng string dưới nữa đi ha. Hơi dày. Bớt cái tiếng string đi, bớt cái tiếng string đi. À. Nghe nó sạch hơn đúng không các bạn? Sạch hơn này. Thank you.
thống nhất lại là 6-3 năm làm rồi là 6-4 năm là 6-7 năm. Những cái cây đàn này là những cây thuộc dòng cao cấp rồi, thành ra các bạn chọn 6-3 năm cũng được, thêm tiền để mua 6-4 năm thì càng tốt. Và đương nhiên nếu các bạn thoải mái về tiền bạc, không phải suy nghĩ, thì các bạn mua 6-7 năm đó ha. Rồi nhưng mà nếu có tiền mà đợi vui thùng đập hộp thì không phải nói rồi, mình mua luôn cái dòng series 700 ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Hoàng. Nếu mà cái kênh này hữu ích thì mong các bạn subscribe và share để cho mọi người biết, để mà có cái kiến thức khi tiêu dùng, có kiến thức khi mà mua đàn, có cái kiến thức để mình chọn được cái đàn nó phù hợp, nó ưng ý, nó đem lại cái lợi lạc cho mình. Cảm ơn, xin chào các bạn nha. Bye bye.